Ok, chúng ta tiếp tục đến với cao thủ Mỹ 2123 2131. Chơi gambit vua mới sợ chứ. Lên tốt đấy. Lên đấy. Không có nhập thành nhập theo gì nữa rồi. Ok, nếu trắng đưa hậu lên đây mình sẽ đưa hậu lên đây. Và nay các bạn sẽ xem xét thành công phá thế gambit vua của cao thủ 2100. Tất cả đã trong dự tính. Lên mã tấn công tốt này. Bây giờ chúng ta sẽ phòng thủ thế nào? Có bỏ lại tốt không? Hay đẩy tốt lên? Đẩy tốt lên mã nhảy vào đây. Dọa tốt này. Thế thì mình sẽ đưa mã lên giữ. Được không nhỉ? Đây, lên đây đưa mã vào đây. Nhảy mã lên đây giữ. Tượng ăn tốt này. Hậu nó lên. Được. Đúng là như vậy. Đấy, trắng đang tính ăn đây đấy. Mình ăn lên đây thì hậu ăn vật mã này. Hoặc không tượng có thể ăn vào tốt. Mã mình không ăn về được. À ăn được chứ. Ăn về luôn đấy. Như vậy là mã sẽ ăn lại mã hậu mình ăn về thì hậu ăn tượng lên vua đây, đúng là như vậy. Hay lên vua nhỉ. Lên vua đi. Tính một đằng đánh một nẻo. Bạn thấy những ván gambit vua rất hấp dẫn vì nó mới. Không có bài bản gì. Đặc biệt những cái đối thủ elo cao này đánh gambit vua thì càng hấp dẫn hơn. Ở đây nữa. Quên mất chỉ vào bên này và chỉ vào dưới này nữa. Nghĩ cho kỹ vào. Chúng ta thấy là cả hai bên đều có ba quân chưa phát triển. Nước sau chắc chắn là trắng sẽ muốn phát triển các quân này. Nhưng mà chưa biết phát triển kiểu gì. Xuống đấy, chặn. Làm gì? Chiếu đây à? Mình sẽ lên. Bây giờ mình sẽ phát triển tượng trước. Lên mã trước. Lên mã trước. Tránh nước đẩy tốt này. Mà thực ra thì chẳng không đẩy được. Sau đó thì tượng mình sẽ lên D7. Thực ra mình không hiểu nước xuống tượng đây làm gì. À, để chiếu. Thần nước ngớ ngẩn.
ra thế. Ra thế. Thôi sao. Đây mình vẫn lợi thế phát triển quân. Ở đây thì trắng chỉ ăn lại được một tốt thôi. Bây giờ mình sẽ giã vào tượng này, hậu ăn xuống thì hậu sẽ ăn tượng. Đừng có đẩy tốt này lên là được. Chết rồi, nó đẩy rồi. Ok, mình sẽ lên đây. Chạy tượng nhanh còn kịp. Đi vào hậu đây đổi nhỉ. Chạy tượng rồi. Vào đổi đi. Ván này mình sẽ thắng thời gian. Lên mã. Rồi, có lợi thế cột mở. Làm gì? Đây, tốt lên. Được đấy. Rồi, mình phải tránh vào cái đường xe này. Đây xuống. Bây giờ đổi được quân thì đẹp. Mình chú chơi à. Rồi chúng ta thấy là trắng muốn chiếu hết nhưng mà đâu dễ thế. Đây tốt lên nữa. Giây. Lên đấy. Chín giây. Sẽ thành công thắng, không có nhiều. Gambit vua.